Solo mình ăn cho các bạn, chúc các bạn những ngày hạnh phúc ở trên đất. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với Chúa trong ý nghĩa về tầm quan trọng của sự phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ. Sự phục sinh tức là sự sống lại, sự trở về từ cõi chết. Nói về một Đức Chúa Trời, một Đức Chúa Jesus Christ đã nhập thể làm người với thân xác của loài người và Ngài đã sống như một con người bình thường. Ngài chịu chết trên thập tự giá. Ngài chết và Ngài xuống địa ngục, Ngài xuống âm phủ sau 3 ngày và Ngài sống lại, Ngài trở về thế gian. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái ý nghĩa thứ nhất, cái tầm quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ, đó là sự sống lại của Đức Chúa Giêsu thể hiện rằng Chúa Giêsu là đấng sự sống và là đấng sống lại. Thì cái điều mà chúng ta hiểu là như thế này: sự sống và sự sống lại. Sự sống nói về một sự sống động chứ không phải một sự tồn tại. Sự sống động và có quyền năng của sự sống, có sự phước hạnh của sự sống, có những niềm vui của sự sống, có tình yêu của sự sống và có nhiệt huyết sống. Và sự sống lại là gì? Sự sống lại nói về đó là chúng ta không thể mất đi cái sự sống đó. Chúng ta không thể nào mất đi cái sự sống đó, không thể nào mất đi cái sự sống hạnh phúc, sự sống tuyệt đẹp, sự sống vui vẻ. Nó nói về cái việc là chúng ta dù có gục đổ, dù có mất đi, dù có chết đi, dù có đánh mất hay là dù đã bị gục ngã thì vẫn sẽ sống lại với một sự sống đó, là sự sống hạnh phúc, sự sống viên mãn, sự sống đầy đủ dù đã chết rồi. Có những người sống trên đất này, họ sống như thể cuộc đời họ đã chẳng ra gì, họ khao khát được chết, họ đi tự vẫn. Có những người họ sống trên cuộc đời này, họ sống phá hủy cuộc đời họ. Họ sống như thế là họ chán ghét cuộc đời này, họ chán ghét cái thế gian này. Họ sống như thế là họ đang sống hộ cho người khác, sống thay thế cho người khác. Họ cảm giác như chả có ý nghĩa gì cuộc sống. Thì đó là sống còn không còn chết. Tức là cái sự sống đó nó không phải là sự sống thật. Nhưng sự sống Chúa Giêsu ban chúng ta là một sự sống hạnh phúc, một sự sống đầy đủ, một sự sống no đủ, một sự sống không thiếu gì trên đất này. Một sự sống mà chúng ta cảm thấy thoải mái, cảm thấy bình an, cảm thấy đón nhận và chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi được sống trong Chúa, tự tin, mạnh mẽ và đầy quyền năng. Và cái sự sống đó không bao giờ bị biến mất, không bao giờ bị lụi tàn, không bao giờ bị chết đi và vẫn luôn sống lại trong đời chúng ta. Mặc dù chúng ta có đánh mất hay có thể làm nó yếu đi hoặc là muốn chết đi thì vẫn sẽ sống lại và sẽ trỗi dậy. Thì đấy là cái tầm quan trọng mà chúng ta hiểu được về Đức Chúa Giêsu là sự sống và là sự sống lại. Như vậy là tầm quan trọng về sự phục sinh của Chúa. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai câu kinh thánh. Câu kinh thứ nhất đó là trong Giăng chương 11 câu 26, đó là ta là sự sống và sự sống lại, người nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta, tin Chúa Giêsu ấy, thì sẽ không bao giờ chết được. Con tin điều đó không? Chúa Giêsu nói rằng nếu như các con mà là người có cuộc sống hạnh phúc ở trên đất này, là người đang sống hạnh phúc rồi và tin Chúa thì sẽ không được mất đi sự hạnh phúc đấy, không được mất đi sự sống tuyệt vời đấy. Thì đây là cái điều ý nghĩa của Chúa Giêsu khẳng định, đó là ai đã chết cái cuộc đời của mình, ai đã chết đi những ý nghĩa sống của mình, ai đã chết đi cái cuộc đời tuyệt đẹp của mình thì Chúa sẽ làm cho nó sống lại. Còn ai đang có rồi, ai đang đi đúng đạo luật của Chúa từ trước đến nay rồi nhưng gặp Chúa Giêsu thì Chúa sẽ giữ cho sự sống đó không bao giờ chết đi. Đó là cái điều tuyệt vời. Các bạn sẽ thấy những người tin kính Chúa Giêsu, họ sẽ sống cuộc đời vô cùng ý nghĩa và vô cùng đầy quyền năng ở trên đất này. Đó là một sự sống thật, một sự sống động chứ không phải một sự tồn tại. Và câu kinh thánh thứ hai nằm trong Côrintô thứ nhất chương 15 câu 3 câu 5: tôi đã truyền lại cho anh em điều quan trọng nhất mà tôi nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời kinh thánh, Ngài đã bị chôn đến ngày thứ ba và Ngài đã sống lại theo lời kinh thánh, và Ngài đã hiện ra cho Cê-pha rồi nhóm cho các sứ đồ. Tức là gì? Tức là Chúa đã chết và sống lại và đã hiện ra, và đã hiện ra và Ngài còn làm những phép lạ sau khi Ngài sống lại, thể hiện rằng Chúa vẫn sống động như vậy, Chúa vẫn như lúc Ngài chưa chết và thậm chí là còn quyền năng và còn vinh hiển hơn cái lúc Ngài đã xuống địa phủ và quay lại. Đây là Kinh Thánh trích dẫn qua lời thánh đồ Phaolô, bởi vì nếu Chúa Giêsu không sống lại thật, Chúa Giêsu không trở lại gặp các môn đệ, Chúa Giêsu không làm tiếp tục các phép lạ cho đến ngày thời điểm ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta tin là Chúa đã chết thật và không sống lại. Chúa ngày hôm nay vẫn còn làm các phép lạ
Chúa ngày hôm nay vẫn còn làm những cái điều lớn lao và phi thường. Các môn đệ vẫn dấn thân với Chúa, các môn đệ ngày xưa đã chết trước Chúa và các môn đệ bây giờ cũng là như vậy. Thì điều đó thể hiện là Chúa Giêsu vẫn đang sống, bởi vì Ngài vẫn còn đang sống. Thì các môn đệ của Ngài, các người tin kính Chúa mới sống động như vậy. Thì đây là cái thể hiện về sự phục sinh và sự sống lại của Chúa vẫn còn đang tiếp diễn đến ngày nay. Thì đây là cái điều rất tuyệt vời, các bạn hiểu với cái tầm quan trọng của sự phục sinh của Chúa. Đa phần mọi người chia sẻ về tin lành, chia sẻ về phúc âm của đạo Đức Chúa Trời, chia sẻ về sự cứu rỗi của Chúa Jesus Christ, chúng ta lại quên chia sẻ về cái sự phục sinh này. Chúng ta phải chia sẻ sự phục sinh. Sự phục sinh là sự sống, người ta cần sự sống đó và người ta cần cái sự sống lại nếu như họ đang chết. Họ cần nuôi dưỡng, cần giữ gìn sự sống, tiếp tục cái sự sống hạnh phúc, và cần sống lại nếu như họ đã mất đi cái sự sống hạnh phúc ở trên đất này. Thì đây là tầm quan trọng nhất của phúc âm. Phúc âm có 7 yếu tố quan trọng, thì cái yếu tố này là cái yếu tố vô cùng quan trọng, là yếu tố sự phục sinh. Tất cả các tôn giáo khác, tất cả các giáo chủ khác đều qua đi, tất cả các giáo chủ tôn giáo khác đều chết và không sống lại, nhưng Chúa Jesus Christ là ông sống lại, mang một cái vinh hiển, vinh quyền vô cùng lớn lao như vậy. Chúng ta phải chia sẻ phúc âm, ta phải cố gắng làm sao để chia sẻ về cái sự phục sinh và sự sống lại của Chúa. Nó thể hiện một quyền năng rất lớn. Và cái điều mà mình nói ở đây, đó chính là cái ý nghĩa thứ hai luôn. Đó là tầm quan trọng của phúc âm, tầm quan trọng của tin lành, đó là sự phục sinh. Đó là sự phục sinh, các bạn không thể nào bỏ qua sự phục sinh khi các bạn chia sẻ về Đức Chúa Trời. Các bạn không thể nào bỏ qua sự phục sinh của Chúa Jesus Christ khi các bạn chia sẻ về đạo tin lành, về nước Đức Chúa Trời. Không thể nào làm điều đó, các bạn không được làm điều đó, các bạn phải nhớ điều đó. Các bạn có thể quên nói về sự Giáng sinh của Chúa Jesus, nhưng các bạn vẫn phải nói về sự phục sinh. Bởi vì sự Giáng sinh, nhiều người, người ta biết rồi, người ta đi lễ Giáng sinh nhiều rồi, nhưng người ta lại ít biết về lễ phục sinh, đúng không ạ? Thì chúng ta phải nói về sự phục sinh. Ở đây Lộc sẽ chỉ trích dẫn cho các bạn một câu kinh thánh thôi. Các bạn có thể đọc các sách Công vụ Các Sứ Đồ để hiểu thêm về sự phục sinh nó là như thế nào. Nhưng mình chỉ đọc các bạn một câu kinh thánh ở trong các sứ đồ, Công vụ Các Sứ Đồ. Công vụ Các Sứ Đồ chương 24 câu 21 nhé. Có chăng chỉ là một câu tôi nói khi đứng giữa họ, chính vì sự sống của kẻ chết mà hôm nay tôi bị xử đoán trước ông. Ở đây nói về việc đó là các môn đệ của Chúa Giêsu đã bị chết và bị bắt bớ và bị hành hình và bị xử phạt và bị người ta ném đá khi nói Chúa Giêsu đã sống lại. Khi họ khẳng định Chúa Giêsu sống lại thì người ta lại cố tình khẳng định Chúa Giêsu chết đi, và họ giết các môn đệ của Chúa vì dám nói Chúa Giêsu sống lại. Bởi vì chỉ có một Đức Chúa Trời mới có quyền năng sống lại thôi. Cho nên chúng ta nói về việc Chúa Giêsu sống lại, đây là điều vô cùng quan trọng. Nó thể hiện thần tính của Đức Chúa Trời, thể hiện thần tính của Chúa Giêsu Christ, thể hiện của ngôi hai, thể hiện thần quyền của ngôi hai, thể hiện Đức Chúa Giêsu Christ là một thế Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời và là một ngôi trong ba ngôi Đức Chúa Trời hàng hữu tạo nên thế giới này. Đây cái điều quan trọng nhất nữa, mong các bạn phải nhớ điều đó. Các môn đệ, các sứ đồ của Chúa ngày xưa sẵn sàng chịu chết, chịu hy sinh, chịu mất đi mạng sống của mình, nhưng họ vẫn khẳng định, vẫn luôn nắm chắc và vẫn luôn xác quyết Chúa Giêsu đã sống lại. Và Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, vì Ngài có quyền năng sống lại và Ngài có thần quyền vĩ đại như vậy. Nên chúng ta hãy cố gắng noi gương các sứ đồ ngày xưa. Rồi, đây là cái ý thứ hai, là sự phục sinh là tầm quan trọng, vô cùng quan trọng của phúc âm. Chúng ta khi chia sẻ với Đức Chúa Trời, chia sẻ phúc âm, chúng ta hãy cố gắng nói về sự phục sinh. Ok, chúng ta sẽ đến với ý nghĩa thứ ba, đó là ý nghĩa của sự báp têm, đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Ngài. Ý nghĩa của sự báp têm bằng nước, tức là phép trầm mình bằng nước. Để dễ hiểu thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc một phân đoạn kinh thánh ở Roma chương 6 câu 3 đến câu 5. Thì anh em không biết rằng tất cả chúng ta đều đã chịu báp têm trong Đức Giêsu Christ, tức là chịu báp têm trong sự chết của Ngài sao? Vậy bởi báp têm chúng ta được chôn vào trong sự chết với Ngài, để rồi như Đấng Christ nhờ vinh quang của Đức Chúa Trời được sống lại từ cõi chết, thế nào thì chúng ta cũng được sống trong đời mới thể ấy. Nếu chúng ta đã được hiệp nhất với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ được hiệp nhất trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài. Thì ở đây chúng ta hiểu một điều, đó là cái việc lễ báp têm nó không hoàn toàn chỉ là một cái lễ hay là chỉ là một nghi thức để biến bạn trở thành một thành viên hội thánh, hay là để cho bạn hiểu rằng bạn đã hoàn thành khóa học
và đã trở thành một môn đệ Chúa Giêsu. Sự bắp tem trầm mình bằng nước, hay là các bạn bắp tem bằng Thánh Linh, hay là phép bắp tem tin nhận Đức Giêsu Christ, thì nó thể hiện một cái việc, đó là bạn dám bước đi với Đức Giêsu, bước đi với Chúa Giêsu, tức là chịu phép bắp tem Đức Giêsu, tức là chịu đi trong cái sự chết của Chúa và cũng chịu đi trong sự sống lại của Chúa, chịu đi trong sự chết và chịu đi trong sự sống lại. Ở đây chúng ta muốn nói về một điều, đó là chúng ta không chết đi thì chúng ta không có sự sống lại. Thế bởi vì trong cuộc đời này không có ai, không có con người nào chúng ta có thể hoàn hảo hết, không một con người nào chúng ta là người tốt hết, và không một con người nào trong chúng ta lại có những điều không cần phải chết đi. Cho nên Thánh Đồ Phaolô muốn nói về một điều, đó là chúng ta phải đồng chết đi với Chúa Giêsu về những điều tội lỗi, những điều gian dâm ô uế xấu xa và độc ác, và những điều tham lam tiền bạc, chết đi để chúng ta được sống lại với Chúa Trời, sống lại với Chúa Giêsu Christ và được vinh hiển như Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ đã sống lại, đã vinh hiển thế nào thì chúng ta cũng sẽ vinh hiển trong đời sau thế đó. Thì đây là cái điều Thánh Đồ Phaolô muốn nhấn mạnh cho chúng ta. Và cái điều này nó cũng thể hiện, đó là không chỉ chết về cái mặt tội lỗi hay tâm linh ở đâu, nếu như sẵn sàng tuận đạo, nếu như sẵn sàng chịu chết về cái thể lý này, về thể xác này, mất hết tiền bạc, mất hết cả những cái vật chất vinh hoa đời này, mất hết mọi thứ, thì Thánh Đồ Phaolô vẫn muốn các môn đệ, tất cả chúng ta có thể làm điều đó. Giống như Chúa Giêsu đã chết, nếu như bây giờ chúng ta bị chôn sống vì danh Chúa Giêsu Christ, hay là chúng ta bị bắn bỏ vì danh Chúa Giêsu Christ, hay chúng ta bị đánh đập, bị nhốt tù, chúng ta còn dám đồng công với Chúa Giêsu không? Về vì ý nghĩa của sự sống lại nó nằm ở trong phép báp tem. Phép báp tem đó là chúng ta đồng đi, đồng sống, đồng chết, đồng chôn với Chúa. Chúng ta có dám đồng, có dám cùng không? Đây là cái điều mà nó chỉ muốn nói đến đây thôi. Vì cái điều này nó là theo đức tin của mỗi người mà có thể nhận được, chứ không phải là bắt các bạn, đúng không? Bắt các bạn nó khó lắm. Có những người được Chúa ban cho đức tin chết vì đạo, chuẩn đạo, nhưng có những người là không được. Thế thì ước mong là chúng ta sẽ kết quả xứng đáng với phép báp tem của đức tin, ăn năn tội, phép báp tem của cho mình bằng nước và phép báp tem của Thánh Linh. Thì khi chúng ta trải qua các sự sức giàu của Chúa thì chúng ta sẽ có được cái quyền năng lớn hơn trong phép báp tem. Chúng ta sẽ đồng chết, đồng chôn với Chúa Giêsu đúng với cái ý nghĩa thật của họ. Về cái ý nghĩa phục sinh, về cái sự phục sinh, về cái sự sống lại Chúa Giêsu, đó là một ngày kia Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Và khi Chúa Giêsu tái lâm, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự chiến thắng của Ngài. Là sự phục sinh của Chúa nói về sự chiến thắng. Nó giống như thể hiện cái sự tái lâm sau này vậy. Thì ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau đọc Cô-rinh-tô chương 15 câu 42, câu 44. Sự sống lại của những kẻ chết cũng vậy. Thân thể gieo xuống là hư nát, nhưng sống lại là bất diệt. Gieo xuống là nhục, nhưng sống lại là vinh. Gieo xuống là yếu đuối, nhưng sống lại là mạnh mẽ. Gieo xuống là thân thể vật chất, nhưng sống lại là thân thể thuộc linh. Nếu có thân thể vật chất thì cũng có thân thể thuộc linh. Và tiếp theo ta tuột xuống câu 51, câu 57 thì chúng ta sẽ có là: lầy tôi tỏ cho anh em một sự mầu nhiệm, chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng tất cả sẽ được biến hóa trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, và lúc tiếng kèn cuối cùng, vì tiếng kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại, không còn hư nát nữa, và chúng ta sẽ được biến hóa, vì bản chất hay hư nát này phải mặc lấy bản chất không hay hư nát, bản chất hay chết này phải mặc lấy bản chất không hay chết. Khi bản chất hư nát mặc lấy bản chất không hư nát, bản chất hay chết mặc lấy bản chất không hay chết, thì lúc ấy sẽ ứng nghiệm lời đã chép: sự chết bị nuốt mất trong sự đắc thắng. Hỡi sự chết, sự đắc thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Ok, đọc xong phần đoạn cái thánh này, đọc sẽ nghĩ là các bạn sẽ khó hiểu, nhưng cái điều mà Thánh Đồ Phaolô nói tóm tắt ở đây, đọc muốn tóm tắt nhanh gọn cho các bạn có thể hiểu, đó là sau này Chúa Jesus sẽ tái lâm. Ý nghĩa của sự phục sinh nói về sự tái lâm sau này. Sự tái lâm sau này nói về việc đó là chúng ta có thể chết cái thể xác này, nhưng chúng ta cứ chết đi, nhưng sau này cái thể xác này cũng sẽ sống lại nữa. Cái thể xác này cũng sống lại, nhưng sống lại trong cái thể vinh quang, bởi vì có sự chết thì sẽ có sự sống lại, có sự hư nát thì có sự không hay hư nát. Đấy, tức là có cái sự chết và lọc của sự chết, nhưng sau này chúng ta sẽ đắc thắng, sẽ trở nên một thân thể vinh quang, sẽ biến đổi với sự vinh quang và sự sống lại với Chúa. Thì chúng ta sẽ có được sự vĩ đại, vinh quang, chúng ta sẽ không còn
ảnh hưởng của lọc sự chết. Thì đây là cái điều rất là quan trọng. Thì cái này nó hơi mầu nhiệm và hơi thần học, thì lọc chỉ nói qua như vậy thôi. Tránh các bạn có thể hiểu nhầm, tránh các bạn có thể hiểu sai sâu sắc. Thì cái này sau này nó sẽ làm cái bài giảng dài chia sẻ các bạn cho nó rõ ràng về những cái mầu nhiệm này. Nhưng mà nói chung thì các bạn hiểu là sau này chúng ta sẽ sống lại với cái thân xác này khi Chúa Giêsu tái lâm, và thân xác này sống sự vinh quang, sự vinh quang. Bởi vì có thân thể thì có linh hồn, đúng không? Và linh hồn sẽ sống lại, nhưng sẽ sống lại trong một thân xác còn vinh quang hơn nữa. Nói tóm tắt như vậy. Tiếp theo là điều cuối cùng mà Lộc muốn học với các bạn ở đây, một điều ngắn gọn cuối cùng thôi, đó là sự sống lại thể hiện những con người được phước và những con người thánh. Khi mà ta nhận được sự sống lại thì chúng ta sẽ có được bông trái của Thánh Linh và có những ân tứ của Thánh Linh. Thì những bông trái của Đức Thánh Linh thể hiện chúng ta làm con người được thánh hóa dần dần. Và nếu chúng ta có được các ân tứ của Đức Thánh Linh thì chúng ta có được phước hạnh ở trên đất này. Khải Huyền chương 20 câu 6 là muốn đọc một câu kinh thánh này thôi, đó là phước thay và thánh thay là những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất, sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy, song những người ấy sẽ làm thầy tế lúc trời của Đức Chúa Jesus Christ, cùng sẽ cai trị với Ngài trong 1000 năm. Thì ở đây là Khải Huyền, chúng ta biết rồi, sách Khải Huyền là một sách tiên tri. Chúng ta đọc sách Khải Huyền rất khó hiểu, nhưng nó muốn nói về cái gì ở đây, nó là nói về sự sống lại thứ nhất và sự sống lại thứ nhì, sự sống lại thứ hai. Sự sống lại thứ nhất là nói về cái gì, đó là chúng ta đang ở trên đất này, chúng ta có thể chết đi những cái ý nghĩa cuộc sống, những cái điều không tốt đẹp ở trên đất này để sống lại một con người mạnh mẽ hạnh phúc, đúng không? Đấy là cái sự chết thứ nhất và sống lại thứ nhất. Chúng ta sẽ chết đi cuộc đời vô ý nghĩa và sống lại cuộc đời có ý nghĩa. Nói về cái việc đó là ta được phước, và khi ta được phước và được trở nên thánh, chúng ta sẽ có được sự sống lại thứ nhì. Chúng ta có được phước và trở thành một người thánh của Chúa Jesus Christ, chúng ta có sự sống lại thứ nhì, đó là sự sống lại sau này khi Chúa Jesus tái lâm. Chúng ta sẽ đồng cai trị với Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta sẽ làm thầy tế lễ Đức Chúa Jesus Christ, làm thầy tế lễ Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ đồng ở trong vinh hiển với Ngài. Thì đó là cái điều rất là tuyệt vời về sự sống lại. Thì cái điều thứ tư và điều thứ năm nó khá là thần học của chúng ta và nó hơi khó hiểu, nên các bạn có thể quên cái phần thứ tư và thứ năm. Nhưng chúng ta sẽ kết lại và nhớ lại với nhau, đó là sự sống lại nói về một con người chết đi cái bản ngã cũ và sống lại cái bản ngã mới. Còn về thực thể thì chúng ta sau này sẽ chết đi cái thân xác bình thường, thân xác của như thế này, và sống lại một thân thể vinh hiển hơn. Đó là ý nghĩa của sự sống lại. Và nói về việc đó là Đức Chúa Giêsu là đấng thần quyền, là đấng thần năng, và là Đức Chúa Trời ba ngôi, là ngôi hai của Đức Chúa Trời, nên Ngài có thể sống lại và sự ban sự sống cho người khác. Thì cho nên là chúng ta nhận được sự sống lại sau này, và chúng ta cũng sẽ có sự sống hiện tại, được sống sư giật, được sống sung mãn, tức là sống không bao giờ chết. Nó một cái sự sống mà nó mang vang danh, một sự sống vinh quyền, một sự sống hạnh phúc. Và chúng ta sẽ nhớ về ý nghĩa của sự báp têm, đó là chúng ta sẽ đồng sống với Chúa. Chúa sống như thế nào chúng ta sẽ cũng sẽ được sống như vậy. Chúa chết như nào chúng ta cũng sẽ học cách để chết đi những cái trần thế này, thế tục này, và chết đi cái hạnh phúc đời mình riêng mình, và ta sẽ sống lại với Chúa Giêsu ở sau này vinh quang như vậy. Cái ý nghĩa của sự báp têm sẽ gợi nhớ chúng ta cái ý nghĩa của sự phục sinh. Và cuối cùng đó là phúc âm đạo tin lành, đạo mà Chúa Giêsu giảng ra nói về nước Đức Chúa Trời thì phải nói về sự phục sinh và sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Đây là cái điều ta không thể được bỏ được. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Ước mong là cái video này không làm rối trí chúng ta, mà làm chúng ta hiểu sâu sắc và yêu mến Chúa nhiều hơn, và được khai phóng nhiều lẽ thật mầu nhiệm, và được chữa lành tâm linh qua cái video này. Cảm ơn các bạn. Các bạn có những thắc mắc nào hãy lập tức comment bên dưới này nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một cuộc sống vui vẻ, thành công và hạnh phúc.